Trong tập trước, dù đã sử dụng quân bài mạnh nhất nhưng Sobinner vẫn thất bại trong trận đấu với Bowman. Bowman giờ đã có được dữ liệu của Bob Innit, Earth, Awa, Flame và Windy. Sau đó, trận chiến giữa Revolver và Lightning đã bắt đầu. Đây sẽ là đòn đánh quyết định vận mệnh cho tất cả, nhưng Lightning đã sử dụng ý thức của Jin để làm con tin. Nếu như nó biến mất thì Jin cũng phải đi theo. Không chỉ Jin mà Lightning còn lấy dữ liệu của Spectre để uy hiếp Revolver. Revolver hiện rõ vẻ do dự trên gương mặt. Flamethrower khuyên cậu đừng tấn công. Nếu không, Revolver sẽ trở lại làm con người của lúc trước. Khác với Lightning, Revolver và Flamethrower là con người. Họ không phải vì mục đích cá nhân mà làm hại những người vô tội. Revolver quyết định úp một lá bài và kết thúc lượt. Estrangement Dragon được gửi xuống mộ. Lượt của Lightning, Bowman cắt ngang. Sau khi chứng kiến những thủ đoạn của Lightning, Bowman quyết định tịch thu dữ liệu của Jin và Spectre để Lightning chiến đấu một cách công bằng với Revolver. Có lẽ Bowman đã bắt đầu hình thành những suy nghĩ mâu thuẫn với Lightning. Tạo con AI thông minh quá làm chi, rồi giờ nó phản mình. Lightning cay không nói nên lời. Rút bài, triệu hồi Amazon Legio Sitka lên sân. Cánh cổng mở ra, sử dụng Sitka làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 1, Decurion. Kích hoạt ma pháp Amethyst Fugo, hiến tế Decurion để triệu hồi quái thú Linh 1 Amethyst Legio Equid Flamma, hiệu ứng của Flumpum, trả Decurion về bộ bài và hồi sinh Madness Dust. Lightning tiết lộ cho Revolver biết không phải là SOL, mà là chính Lightning đã khiến cho giáo sư Kogami mãi mãi không tỉnh dậy. Một tin chấn động đối với các kỵ sĩ Hà Nội. Phát động tấn công, Madness Dust tấn công Borealot Extra Dragon. Borealot Dragon giảm 500 sức công, sau đó kích hoạt cạm bẫy Boreal Ring. Hiến tới Borealot Dragon, nạp vào lá bài này 4 counter. Loại bỏ 1 counter, Borealot Extra sẽ không bị tiêu diệt khi chiến đấu và Madness Dust sẽ giảm 300 sức công. Dù vậy, do hiệu ứng của Judgment Arrow, Revolver vẫn sẽ nhận 1400 thiệt hại. Lượt của Revolver rút bài. Hiệu ứng của Borealot Extra Dragon sử dụng nguyên liệu còn lại giảm 6 con sức công của Madness Dust, sau đó hồi sinh Borealot Dragon. Phát động tấn công, hiệu ứng của Bolerot Dragon giảm 500 sức công của Madness Dust. Hiệu ứng của Madness Dust trả Amethyst Gloria từ sân về tay. Sau đó hiệu ứng của Gloria phá hủy toàn bộ quái thú có trên sân của Lightning. Hiệu ứng của Exquid Lama gây thiệt hại cho cả hai người chơi bằng với sức công gốc của Madness Dust. Hạ để hòa còn hơn là để vô trận. Tạm biệt chàng kỵ sĩ hầm lặng của Lin Viren. Hy vọng của nhân loại giờ được đặt vào tay của Playmaker. Tưởng như Lightning cũng sẽ tan biến, nhưng con AI này đã sử dụng một phần dữ liệu của Jin để đổi thành điểm gốc của mình. Thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai, học lớp 2 khai lớp 9. Bowman sẽ hấp thụ Lightning để chính thức trở thành siêu AI. Miro Lin Viren giờ chỉ còn lại Bowman và Playmaker. Trận chiến cuối cùng sẽ được diễn ra ngay thôi. Mà có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp quyền siêu chính hãng tại trang web mới là MyHyDuel Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, có thể ghé trang web cũ là MyHyDuelStore.com với hơn 6.000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi MyHy bạn nhé. Một sân đấu mới được tạo ra. Bowman trả tự do cho hai phóng viên. Cho dù được tự do thì trận đấu này vẫn phải được ghi hình. Với những dữ liệu lấy được từ các init, Bowman sẽ tạo ra một bộ bài mới để xứng tầm với trận đấu này. Bowman kích hoạt một thuật toán gì đó. Nó phát ra một dòng điện khiến cho những ai có mặt trong Linh Viren đều bị đứng hình. Trận đấu bắt đầu, Bowman sẽ đi trước. Triệu hồi Hanarai Booster. Cánh cổng mở ra, sử dụng Hanarai Booster làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 1. Ren Hanarai. Triệu hồi thêm một Hanarai Booster khác. Cánh cổng mở ra, triệu hồi quái thú Linh 1. Coolin Hanarai. Tiếp tục mở ra cánh cổng, sử dụng Ren và Coolin làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 2. Twin Hanarai Knight. Sau đó sử dụng Twin Hanarai làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 1, Burn Hydrarai. Sau đó triệu hồi thêm một Hydrarai Booster. Cánh cổng mở ra, triệu hồi Flow Hydrarai. Kích hoạt ma pháp Hydrarai Rebuild, phá hủy Burn Hydrarai và hồi sinh Twin Hydrarai Knight về sân. Triệu hồi một token lên sân nhờ hiệu ứng của Burn Hydrarai. Cánh cổng mở ra, sử dụng token là nguyên liệu triệu hồi quái thú Linh 1, Alteration Hydrarai. Hiệu ứng của Alteration, hồi sinh Burn và Coolin lên sân. Vào phần ô được Twin Hydrarai chỉ vào. Sau đó phá hủy Twin Hydrarai, tiếp tục triệu hồi Hydrarai Element. Sử dụng Element để triệu hồi quái thú Linh 1, Brain Hydrarai. Hiệu ứng của Element sẽ chuyển thuộc tính của Alteration thành ánh sáng. Sân của Bowman giờ đã có 5 quái thú với 5 thuộc tính khác nhau. Bowman kích hoạt kỹ năng người chơi. Cùng lúc đó, thuật toán của Bowman tiếp tục tấn công những người bị kẹt lại Lin Viren.
Bowman kích hoạt một kỹ năng mới, Master Storm Access. Không cần phải chờ điểm gốc về 1000 nữa, Bowman đã chích xuất thành công lá bài mới. Khi lá bài mới xuất hiện thì những người bị sét đánh cũng ngã xuống. Bowman mở ra cánh cổng, sử dụng 5 gói hú với 5 thuộc tính khác nhau, làm vật liệu triệu hồi với hú linh 5, Chimera Hydarai Ragged. Hiệu ứng của Chimera Hydarai đặt một counter khi được triệu hồi từ Edge of Death. Để đạt được sức mạnh vượt xa giới hạn này, Bowman đã sử dụng Neuron Link bằng cách sử dụng dữ liệu từ người dùng Link Viren để tạo nên một Data Storm. Cứ ngỡ Bowman sẽ hình thành được một ý thức đạo đức cao hơn cả Lightning, nhưng thay vì xóa sổ ý thức của người khác, Bowman sử dụng dữ liệu ý thức của con người như một phần của chính hắn. Cuối cùng thì về mặt bản chất, Bowman vẫn là một mối nguy đối với nhân loại. Luật của Playmaker rút bài, triệu hồi Wicked Kid. Hiệu ứng của Wicked Kid, triệu hồi Cyber Syndrome. Hiệu ứng của Cyber Syndrome tăng level cho Wicked Kid thành 6. Nó tới rồi, kể con số xếp hẳn hàng với nhau. Sử dụng Wicked Kid level 6 và Turner Cyber Syndrome level 1. Là nguyên liệu triệu hồi với hú Syndrome level 7, Cyber Quantum Dragon. Để đối phó với hiệu ứng của Cyber Quantum Dragon, Bowman đã sử dụng kỹ năng người chơi. Lại có thêm người trong Link Viren phải ngã xuống để phục vụ cho kỹ năng của Bowman. Master Storm Asset tiếp tục được kích hoạt, Bowman lại có thêm sức mạnh mới. Kích hoạt hiệu ứng của Chimera Hydarai Ragged, dùng một counter và tung xúc sắc. Kết quả là phục tính nước, cho phép triệu hồi quái thú Chimera Hydarai Ragged Awa lên sân. Thay chỗ cho Chimera Hydarai Ragged, hiệu ứng của quái thú này sẽ phủ nhận hiệu ứng của Cyber Quantum Dragon. Playmaker úp xuống một lá bài và kết thúc lượt. Lúc này, Bowman trả Ragged Awa về bộ bài và triệu hồi trở lại Chimera Hydarai Ragged. Quái thú này sẽ được đặt lại một counter. Nhờ vào Neuron Link, Bowman có thể đọc được toàn bộ suy nghĩ của người chơi đang kẹt trong Link Viren. Trong khi Playmaker đã quá nổi tiếng, những người trong Link Viren ai cũng đều muốn có một trận đấu với cậu và sẽ không ít người tự suy nghĩ về chiến thuật hay cách chơi của cậu. Bowman có thể dựa vào đó mà đấu trước được chiến thuật Playmaker định sử dụng. Ở ngoài kia, dù biết rõ Link Viren đang rất nguy hiểm, vẫn có rất nhiều người cố tình đăng nhập vào để xem nó nguy hiểm ra sao. Tất nhiên là không có ai nhảy ra và chỉ vào camera rồi nói John Việt Nam. Việc này vô tình giúp cho Bowman sử dụng kỹ năng này tới vô cực. Luật của Bowman rút bài, tiếp tục kích hoạt kỹ năng người chơi Master Storm Asset. Lại có thêm người bị tia sét đánh trúng. Bowman thành công chích xuất lá bài mới từ bão dữ liệu. Phía các kỵ sĩ Hà Nội và Ghost Girl đang ra sức tìm cách phá vỡ Neuron Link của Bowman. Hy vọng họ sẽ thành công trước khi nó quá muộn. Hiệu ứng của Ragged kích hoạt, sử dụng một counter, triệu hồi Ragged Flame. Hiệu ứng của Ragged Flame, phá hủy Cyber Quantum Dragon. Playmaker kích hoạt hiệu ứng của Cyber Syndrome, loại bỏ khỏi mộ để bảo vệ Cyber Quantum. Phát động tấn công, Ragged Flame tấn công Cyber Quantum. Bowman kết thúc lượt, Chimera Hydarai Ragged trở lại sân. Nhóm kỵ sĩ Hà Nội đã có một ý tưởng táo bạo. Họ sẽ lợi dụng lúc Bowman kích hoạt kỹ năng. Khi này chắc chắn hắn sẽ tiêu tốn rất nhiều dữ liệu và mất đề phòng. Họ sẽ hack hệ thống Link Viren ngay lúc đó. Nhưng để làm điều này cần phải làm cả hai chiều, từ bên trong và bên ngoài của Link Viren. Họ quyết định gửi lời mời hợp tác với Ghost Girl và Zyzen. Bạn có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp quyền siêu chính hãng tại trang web mới là MyHyDual Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, bạn có thể ghé trang web cũ là MyHyDualStore.com với hơn 6.000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối với MyHy bạn nhé. Bowman có thể là một AI có mặt đạo đức hoàn thiện hơn so với Lightning, nhưng thứ đạo đức mà hắn có chỉ là một thứ lệch lạc hình thành từ suy nghĩ độc đoán của hắn mà thôi. Hắn cho rằng với việc thu thập toàn bộ dữ liệu của con người vào trong hắn để con người sống trong thế giới dữ liệu mà hắn tạo ra, đó mới chính là tự do đích thực. Cãi nhau với AI thật là phí thời gian. Lượt của Playmaker rút bài, triệu hồi Block Wyvern. Hiệu ứng của Block Wyvern, giảm nửa sức công, triệu hồi một token. Cánh cổng mở ra, sử dụng token làm vật liệu triệu hồi với vũ linh 1, Link Spider. Hiệu ứng của Link Spider, triệu hồi Rotron từ tay. Cánh cổng mở ra, sử dụng Block Wyvern và Link Spider làm vật liệu triệu hồi với vũ linh 2, Lock Staff Toy. Hiệu ứng của Lock Staff Toy, lấy Synapse Fusion lên tay. Tiếp tục mở ra cánh cổng, sử dụng Rotron làm vật liệu triệu hồi với vũ linh 1, Link Kuribor. Hiệu ứng của Staff Toy, hồi sinh Lock Wyvern. Tiếp theo, kích hoạt bài pháp Synapse Fusion, sử dụng Block Wyvern, Link Kuribor và Lock Staff Toy là nguyên liệu triệu hồi dung hợp. Các quái thú kết hợp tạo nên sức mạnh huyền thoại Cyber Block Dragon. Hiệu ứng của Cyber Block Dragon, gửi 3 lá bài từ đầu bộ bài và tăng 3.000 sức công. Với sức công 5.500, Cyber Block Dragon có thể tiêu diệt Chimera Hydarai Ragged được hay không? Và đó là tập tóm tắt phim của kỳ này. Hẹn các bạn vào kỳ tóm tắt phim lần sau.
nhớ like, share và bấm thêm nút chuông để nhận thêm thông báo về video mới nhất nhé. Còn nếu bạn mới đến kênh, đừng ngại bấm vào nút đăng ký và nút chuông để đón xem thêm nhiều video khác của M2.